Hello, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Quay clip nha. Quay mấy con mèo này nè. Quay để bắt nó về. Con này là con nhỏ mèo con nè, phải không? Con này màu tròn hay là mèo bự? Đây này nè. Mẹ nè, đó mẹ. Mấy con bữa đó đâu mất tiêu rồi ta? Đây mèo nữa nè, nhà mèo không. Hai con nằm trên đây nữa. Con vàng được kia tốn cực tạm lắm. Đâu con vàng được đâu. Tự nhiên mất tiêu. Con nó mất cái gì? Hả? Con nào mất? Thì nó nhỏ cỡ này nè, tự nhiên mất rồi. Vô đi kiếm không ra hay là ai đi ngang thấy rồi bắt, không hiểu không? Bệnh đực á hả? Đó. À. Ồ, đây nè, mèo nằm trên đây luôn. Mèo, mèo, mèo. Đó, đây nữa nè. Ba có bầu rồi. Hai con này là anh em nhau hay sao mà nó anh em đó. Thân nhau quá ha. Đó, vậy. Đẹp không? Đẹp ha. Sao? Nhưng mà con nào bị mất uổng quá, tội quá. Mất mấy con này là đẹp không á. Cái người ta đang ăn, người ta thấy đẹp quá, nó bóc luôn gì. Về bị nghe quá. Đó, con này nó ngủ nè. Nó ngủ rồi. Nó ngủ rồi. Con này là ba anh em nó bữa hôm nay bắt bắt hôm dịch á. Ừ. Bà hai đứa em á thì cái chị đi sinh mình chết hết con. Đó còn. Tổng cộng bây giờ là bao nhiêu con? Nhưng mà nếu mà cho anh thì con nào? Thì bữa có bà xã anh qua sẽ lựa một con về nuôi, một con một thôi, con nào? Con nào? Muốn nuôi con nhỏ hay sao? Nhỏ thôi. Mà con đực. Con nhỏ dễ nuôi. Rồi mà đực nha. Con nhỏ con đực. Rồi. Mặt dễ luôn á. Con gì mà em nói nó lai á? Con đó hả? Con cái. À. Con cái. Rồi con nào dễ thương đâu? Con vàng được. Đâu rồi hả? Nó vàng đậm mà mặt nó tướng nó nhìn kịch cỡm, nó ngon, nó chui đâu, nó ngủ dưới đây rồi nè. Nó nhìn nó tướng ngon lắm rồi. Mèo, mèo, mèo. Đó, có một con là đó. Ừ. Cực cỡ lắm. Sao cái đuôi nó kỳ vậy? Đó, mấy con thì mới xiên nè. Đúng rồi. Chứ anh đó. Ừ. À, tướng đàn ông bộ. Ừ. Tướng đàn ông á. Còn con kia cái nè. Con kia cái. Con có. Ồ. Con này hả? Con cái. Ồ, con này dễ thương quá ha. Nó tướng đàn ông á, hai con giống vậy. Ừ. Tự nhiên mất hết con. Ừ. Hai con y chang vậy luôn á. Rồi. Tự nhiên mất hết con. Anh thấy là tướng đàn ông không? Ừ. Tịch cảm đó bộ. Tướng đàn ông. Không, nó là đàn ông luôn. Ồ, dương người. Đúng không? Dương người. Con kia bự giống y vậy á, mà giống y chang vậy nhưng mất hết con, em kiếm không ra. Em đi cái buổi sáng sớm. Đây tập thể dục đi nha, để thấy á. Ừ. Sao nó đi ngang sáng sớm mà nó ra ngoài đường? Bữa trời sáng là đã mở cửa, dọn hàng mở cửa thì nó ra ngoài chơi rồi. Rồi, con này được á, để hôm nào qua tiện nó về. Con nó ok ha, dễ thương không? Rồi ok. Tướng nó ông mà.